kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chủ đề 14, ôn tập cuối năm. Bài 71, ôn tập phép nhân, phép chia. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài luyện tập trang 125. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm các bài tập nhé. Bài tập 1 yêu cầu như sau. Điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Các em hãy quan sát các ô trống còn thiếu có dấu hỏi chấm. Ở phần ý A là tích. Ở đây các em quan sát bài mẫu. Đó là thừa số thứ nhất là 5, thừa số thứ hai là 3. Ta lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai là 5 nhân 3. Ta được kết quả là tích bằng 15. Ta điền ở phía dưới dòng thứ 3. Tương tự như vậy, các cột còn lại, chúng ta hãy lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai để chúng mình được kết quả là tích ở thừa số ở phía dưới các em nhé. Ở ý B, cho biết số bị chia, số chia. Nhiệm vụ của các em là phải tìm thương của phép tính chia này. Các em quan sát mẫu. Số bị chia là 15, số chia là 5 và thương ở đây là 3, tức là 15 chia 5 bằng 3. Tương tự như vậy, các cột còn lại, các em hãy vận dụng kiến thức tìm thương khi biết số bị chia và số chia để chúng ta làm bài nhé. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Các em hãy cùng nhau tính kết quả tìm tích của phép tính 5 x 2. 5 x 2 bằng 10. Viết 10. 5 x 4 bằng 20. Như vậy chúng ta sẽ điền số 20. 5 x 7 bằng 35. 2 x 5 bằng 10. 2 x 8 bằng 16. Và 2 x 9 ở đây là bằng 18. Tiếp theo đó là số bị chia. Số bị chia, số chia. Ta đi tìm thương bằng cách lấy số bị chia, chia cho số chia. Ta được kết quả là thương. 18 chia 2 cho chúng mình kết quả là bằng 9. 20 chia 5 ta được kết quả bằng 4. 35 chia 5 ta được kết quả bằng 7. Và 16 chia 2 cho ta kết quả bằng 8. 20 chia 2 cho ta kết quả bằng 10. Và 40 chia 5 cho ta kết quả bằng 8. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Ở bài tập số 1 giúp chúng mình củng cố về cách tìm tích khi biết thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai. Và củng cố cho chúng ta cách tìm thương khi biết số bị chia và số chia. Ngoài ra còn củng cố cho các em về bảng nhân, bảng chia, chia 2 x 2, chia 5 x 5 mà các em đã được học đấy. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Mỗi con thỏ được lấy các củ cà rốt ghi phép tính có kết quả là số ghi trên con thỏ đó. Hỏi con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất? Để biết được con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất, các em hãy thực hiện tính kết quả của các phép tính ghi trên các củ cà rốt. Và chúng ta sẽ tìm kết quả, đó chính là số ghi trên những con thỏ. Ở đây trên mình con thỏ có ghi số 6, số 8 và số 10. Đây là kết quả của các phép tính nhân, chia ghi trên củ cà rốt đấy. Bây giờ các em hãy bấm dừng hình để chúng mình thực hiện tính và nối đến kết quả đúng trên mình con thỏ nhé. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở đây con thỏ mang số 6 có 3 củ cà rốt, đó là 2 x 3 bằng 6, 30 chia 5 bằng 6 và 12 chia 2 cũng bằng 6. Như vậy chú thỏ màu xám là có 3 củ cà rốt. Tiếp theo đó là chú thỏ màu trắng mang kết quả bằng 8, có 4 củ cà rốt. Đó là phép tính 16 chia 2 bằng 8, 4 x 2 bằng 8, 2 x 4 bằng 8 và 40 chia 5 bằng 8. Như vậy con thỏ mang số 8 màu trắng có 4 củ cà rốt. Con thỏ mang số 10 có 3 phép tính, đó là 20 chia 2 bằng 10, 2 x 5 bằng 10 và 50 chia 5 bằng 10. Như vậy chú thỏ màu nâu ghi số 10 có 3 củ cà rốt. Sau khi chúng ta đã thực hiện tính kết quả và nối với những con thỏ mang kết quả đúng rồi, thì chúng ta trả lời cho cô giáo câu hỏi: con thỏ nào lấy được nhiều củ cà rốt nhất? Quan sát vào bức tranh chúng ta thấy được đó là con thỏ màu trắng là con thỏ lấy được nhiều củ cà rốt nhất, đó là 4 củ cà rốt. Còn hai con thỏ còn lại chỉ lấy được 3 củ cà rốt thôi. Như vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi ở bài tập số 2. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 yêu cầu chúng ta điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số vào các ô trống còn thiếu. Để chúng ta điền được số vào các ô trống còn thiếu, các em hãy thực hiện dãy các phép tính nhân, chia, cộng, trừ theo yêu cầu, lần lượt từ trái sang phải. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình làm bài nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Phép tính 5 x 3 bằng 15. Sau đó chúng ta lại lấy 15 cộng 9. 15 cộng 9 cho chúng ta kết quả bằng 24. Tiếp theo đó là 4 chia 2. 4 chia 2 thì cho chúng ta kết quả bằng 2. Và 2 x 5 cho chúng ta kết quả bằng 10. Sau đó chúng ta lấy 10 trừ 4 thì cho chúng ta kết quả bằng 6. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Ở bài tập này giúp chúng mình củng cố về phép tính nhân, chia, cộng, trừ mà các em đã được học. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Trong ngày hội đua thuyền, mỗi đội đua có 5 thuyền tham gia. Hỏi 3 đợt đua như vậy có tất cả bao nhiêu thuyền tham gia? Đọc bài toán và cho cô giáo biết bài toán cho chúng ta biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết trong ngày hội đua thuyền, mỗi đội đua có 5 thuyền tham gia. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi 3 đợt đua như vậy có tất cả bao nhiêu thuyền tham gia? Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán vào vở ô ly nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Muốn biết 3 đợt đua như vậy có tất cả bao nhiêu thuyền tham gia, chúng ta sẽ trả lời như sau. 3 đợt đua như vậy có tất cả số thuyền tham gia là. Phép tính ở đây là 5 x 3 bằng 15. Mở ngoặc thuyền, đóng ngoặc. Đáp số 2.15 thuyền. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 4. Ở bài tập số 4 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn với phép tính nhân. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 các em nghe cô đọc. Robot đếm trong chuồng cả gà và thỏ có 8 cái chân. Hỏi trong chuồng có mấy con thỏ? Bài toán cho chúng ta biết là robot đã đếm ở trong chuồng thì có cả gà và thỏ, có tất cả là 8 cái chân. Vậy chúng ta bài toán hỏi là trong chuồng có mấy con thỏ. Trước tiên chúng mình phải biết được con gà có mấy chân và con thỏ có mấy chân nhé. Con gà thì có 2 chân, còn con thỏ thì có 4 chân. Vậy thì có tất cả là 8 cái chân. Thì không thể nào là có 2 con thỏ được, vì 2 con thỏ là có 4 cái chân rồi thì sẽ phải có gà nữa. Vậy thì đáp án là 2 con thỏ thì không đúng. 2 con thỏ, 1 con gà là không đúng, mà chúng ta lựa chọn đáp án là 2 con gà, 1 con thỏ thì hợp lý hơn. Vì 2 con gà có 2 chân. 1 con gà có 2 chân thì 2 con gà là 4 chân, và 2 con gà cũng có 4 chân cộng với 1 con thỏ 4 chân nữa là 8 cái chân. Vậy thì ta sẽ trả lời được câu hỏi là trong chuồng cả gà và thỏ là có 8 cái chân. Trong chuồng có 2 con gà và có 1 con thỏ. Và chúng ta trả lời câu hỏi của bài đó là trong chuồng có mấy con thỏ? Đó là trong chuồng có 1 con thỏ. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 5. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.